Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc phát sóng hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 5 lần thứ 29 mở rộng. Đại biểu Hội đồng dân thành phố Bảo Lộc tiếp xúc cử tri phường Bờ Lao và xã Lộc Nga trước kỳ họp thường lệ cuối năm. Họp phê duyệt kinh phí tổ chức tuần văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng năm 2019. Công an thành phố khởi tố 5 đối tượng thành lập hàng chục công ty ma để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Phần cuối mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Tăng cường bảo vệ cà phê mùa thu hoạch. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào cao nguyên ngã xanh, xuôi sao gió núi đại ngàn, thác kiêu hùng đang vì chốn sâu rừng bao la vẫn reo ca. Cùng non sông gấm hoa, đôi trẻ mơn man gió, lá non hương trà thơm, sắc tơ chờ em quê áo mơ. Chiều ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại hội trường Thành ủy đã diễn ra hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bảo Lộc khóa 5 lần thứ 29. Đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã có báo cáo tóm tắt những điểm nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2019. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 9%, nghị quyết năm 2019 đạt từ 9 đến 9,5%. Trong đó, công nghiệp xây dựng tăng 9,6%, nghị quyết năm 2019 là từ 9 đến 9,5%, dịch vụ thương mại tăng 11,2%, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.264 tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán. Thu ngân sách nhà nước do thành phố quản lý ước đạt 578 tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 298 triệu đô la Mỹ, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 0,65%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,9%. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 84%. Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ của thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, thành phố đã triển khai các đợt cao điểm về xử lý trật tự đô thị để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và tái vi phạm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thành phố tiếp tục được giữ vững và ổn định. Thông qua báo cáo nói trên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Triệu đã đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được trong năm. Cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng nhờ vào sự đồng lòng của đảng bộ và nhân dân đã có những hành động mạnh mẽ, quyết liệt, sự tập trung cao độ để có được kết quả nói trên. Tuy nhiên, Bí thư Nguyễn Văn Triệu cũng nhấn mạnh vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề như lĩnh vực kinh tế tư nhân và các ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn vẫn còn hạn chế, vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất công, xử lý chưa kiên quyết. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mặc dù được giữ vững nhưng vẫn còn nhiều tiềm ẩn khó lường. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời cũng nêu rõ quan điểm cần có những giải pháp quyết liệt và mạnh mẽ hơn để có thể khắc phục, giải quyết ngay từ đầu năm 2020. Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đoàn Kim Đình đã chủ trì cuộc họp phê duyệt kinh phí tổ chức tuần văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng năm 2019. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị phòng ban, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội và ban chỉ huy quân sự thành phố. Theo báo cáo của Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố, dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động kế hoạch trong chương trình tuần văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng năm 2019 sau khi thẩm định là 8,1 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước là 36%, kinh phí xã hội hóa là 64%. Toàn bộ kinh phí này, thành phố dồn tổ chức 3 chương trình chính, 5 chương trình hưởng ứng và 6 chương trình chào mừng, tuần văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng năm 2019. Tại cuộc họp, trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của các đơn vị, phòng ban, các tiểu ban phục vụ và kinh phí hiện có, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đoàn Kim Đình phát biểu đề nghị, ngay từ lúc này, cả hệ thống chính trị của thành phố, nhất là các đơn vị, phòng ban và các tiểu ban liên quan, cần phải vào cuộc, cùng chung tay với thành phố tổ chức thành công tuần lễ trên tinh thần tiết kiệm, công khai, minh bạch và đạt hiệu quả. Tại cuộc họp, Ủy ban dân thành phố Bảo Lộc thông báo lễ khai mạc tuần văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng năm 2019 sẽ chuyển địa điểm Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao
qua quảng trường 28 tháng 3 để phục vụ nhu cầu thưởng thức của cán bộ nhân dân thành phố và đẩy mạnh hơn nữa tính lan tỏa của tuần lễ. Buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đoàn Kim Đình cũng đã có buổi làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vietmart và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Siêu về chương trình triển lãm tơ lụa năm 2019. Triển lãm tơ lụa năm 2019 là một trong các hoạt động trọng tâm nằm trong các chương trình của Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2019. Tại buổi làm việc, sau khi bàn bạc trao đổi các nội dung liên quan, các bên thống nhất các nội dung triển lãm như sau. Về tổng thể, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vietmart và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Siêu House thực hiện các nội dung chương trình triển lãm. Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ đơn vị thực hiện chương trình triển lãm. Trong đó, các nội dung do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vietmart và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Siêu House thực hiện bao gồm thiết kế tổng mặt bằng triển lãm, tổ chức triển lãm, trang trí khu vực triển lãm và khu vực chương trình triển lãm. Ủy ban Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm mời tham gia triển lãm, chuẩn bị mặt bằng và hoàn thiện môi trường cảnh quan và đảm bảo công tác an ninh, vệ sinh môi trường tại khu vực triển lãm. Tổng kinh phí thực hiện chương trình triển lãm tơ lụa là 250 triệu đồng. Chiều ngày 26 tháng 11 năm 2019, đại biểu Hội đồng dân hai cấp của thành phố Bảo Lộc đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Bờ Lao trước kỳ họp thường lệ cuối năm. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng dân thành phố đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 của Hội đồng dân thành phố, báo cáo nhanh tới cử tri một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019. Dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, Hội đồng dân tỉnh khóa 18. Cử tri phường Bà La nhất trí cao với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng dân thành phố, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm xem xét, giải quyết một số vấn đề, có chế tài xử phạt các tổ chức cá nhân vi phạm chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, có phương án xử lý tồn đọng rác thải, cần triển khai phương án mở các tuyến đường nhánh để giảm tải cho tuyến đường Trần Quốc Toản, hạn chế việc tách thửa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo kế hoạch kỳ họp thứ 12 Hội đồng dân thành phố Bảo Lộc khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường A, trụ sở Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố Bảo Lộc. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc và Hội đồng Nhân dân xã Lộc Nga vừa có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn xã. Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã báo cáo với cử tri về tình hình phát triển 2019, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và nội dung dự kiến chương trình kỳ họp sắp đến. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu đã giải trình những ý kiến kiến nghị của cử tri trong buổi tiếp xúc trước. Qua đó, các cử tri bày tỏ tâm tư nguyện vọng đến đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố xung quanh một số vấn đề như đường giao thông nông thôn đang bị xuống cấp, các quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế, vấn đề quy hoạch diện tích đất, vệ sinh môi trường hiện nay và một số vấn đề khác cử tri quan tâm. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại diện, đại biểu Hội đồng dân thành phố và chính quyền địa phương trả lời. Đối với những ý kiến vượt thẩm quyền được các đại biểu ghi nhận để trình lên kỳ họp Hội đồng dân thành phố xem xét và sẽ trả lời cho cử tri trong buổi tiếp xúc sau. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Năm 2019, mặc dù giá tơ sợi có giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên do các nhà ươm phát triển mạnh, giá kén tằm vẫn giữ ở mức cao nên đã khuyến khích người dân tập trung chăm sóc, mở rộng diện tích gieo trồng. Theo thống kê năm 2019, cây dâu đang có xu hướng phát triển mở rộng diện tích. Diện tích hiện cây dâu đạt 658 hectare, tăng 12,1%. Diện tích thu hoạch ước đạt 572 hectare, tăng 11,9%. Sản lượng ước cả năm ước đạt 11.566 tấn, tăng 13%. Trong đó chủ yếu là dâu giống mới S7CB và VA201. Nông hộ cho biết giá kén tằm hiện nay dao động từ 130 đến 150.000 đồng một kg. Tuy giảm so với năm 2018 nhưng vẫn có lãi cho người trồng dâu nuôi tằm. Hiện bà con vẫn đang tiếp tục chuyển đổi một số diện tích đất sang trồng dâu nuôi tằm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Năm 2019, Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc đã vận động và tiếp nhận được 1.324 trên 900 đơn vị máu, bằng 147% chỉ tiêu của tỉnh hội giao, trị giá 185,4 triệu đồng. Trong đó, các cơ sở Hội Chữ thập đỏ đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động được nhiều người tình nguyện tham gia hiến máu và việc tổ chức tiếp nhận máu đã cải tiến nên công tác hiến máu nhân đạo đã đạt được kết quả tốt.
mô hình câu lạc bộ, đội tình nguyện viên hiến máu ngày càng được mở rộng và phát huy tốt. Câu lạc bộ hiến máu dự bị luôn luôn được quan tâm duy trì và cung cấp máu kịp thời cho công tác hiến máu cấp cứu khi cần thiết. Công tác tập huấn luôn được thành hội ưu tiên quan tâm và trở thành nội dung trọng điểm trong mỗi đợt tập huấn của năm. Cũng trong năm qua, thành hội đã tiến hành tôn vinh 14 tập thể và 27 cá nhân đã đạt thành tích tốt trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2019. Trong những ngày này, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị thành phố Bảo Lộc đã phân công đội ngũ công nhân viên, người lao động tập trung lát gạch vỉa hè các tuyến đường nội thị 28 tháng 3, Lê Hồng Phong, Nguyễn Công Trứ, Chu Văn An, Hà Giang, sơn sửa trang trí lại cổng chào trên đường 28 tháng 3, sửa chữa lắp đặt hệ thống chiếu sáng với hơn 400 bộ đèn pha, đèn lồng các loại tại khu vực Hồ Đồng Nai, nơi diễn ra đêm khai mạc tuần văn hóa trà và tơ lụa năm nay. Đội công viên cây xanh tiếp tục thay thế trồng mới các đường hoa, tiểu công viên hoa tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố, nơi diễn ra lễ bế mạc tuần văn hóa và các khu vực công viên trước Ủy ban dân thành phố và các khu vực khác trên địa bàn. Song song với các hoạt động trên, để tuần văn hóa trà và tơ lụa thành công tốt đẹp, thành phố cũng tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện các chương trình hưởng ứng như trồng hoa, cây xanh, bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Bảo Lộc vừa phát hiện và khởi tố 5 đối tượng về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Các đối tượng này đã thành lập 11 công ty ma, sau đó in rồi bán hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Theo báo cáo của vụ việc, vào khoảng tháng 10 năm 2017, sau khi phát hiện Nguyễn Thị Hằng trú tại phường 1, thành phố Bảo Lộc có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Công an thành phố Bảo Lộc đã lập chuyên án đấu tranh và xác định từ năm 2014 đến năm 2017, lợi dụng quá trình kinh doanh vật liệu xây dựng, Hằng đã dùng chứng minh nhân dân của người thân, người quen hoặc từ nhiều nguồn khác rồi thuê Trần Thị Thanh Nga làm thủ tục đăng ký thành lập 5 công ty ma, trụ sở đặt nhờ tại nhà những người quen, đứng tên giám đốc là người thân, thậm chí là người làm thuê cho Hằng. Ngoài đối tượng Nga, Hằng còn thuê các đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Thái và Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng trú tại thành phố Bảo Lộc và đều là những người giỏi nghiệp vụ kế toán mở các tài khoản ngân hàng, thực hiện việc in hóa đơn và hạch toán, kê khai, báo cáo thuế, liên hệ với người có nhu cầu mua hóa đơn để bán trái phép, thu lợi bất chính. Ngoài việc làm thuê cho Hằng, Nga cũng đứng ra thành lập 5 công ty ma, sau đó in rồi bán hóa đơn giá trị gia tăng. Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Công an thành phố Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Nga và Lê Thị Thái. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2019, Công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an xác định có 27 công ty, doanh nghiệp đã mua hóa đơn giá trị của Hằng và Nga với số tiền trên hóa đơn xuất bán là 14 tỷ 541 triệu đồng. Qua đó thu lợi bất chính từ 1 đến 3% trên giá trị hóa đơn. Hiện chuyên án đang được Công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục điều tra. Với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đối tượng Bùi Anh Tuấn trú tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc vừa bị Công an thành phố Bảo Lộc khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Theo kết quả điều tra, cả nhóm bạn đang nhậu thì hết thuốc lá, nên anh Trần Hoàng Minh ở cùng xã Lộc Nga nhờ Bùi Anh Tuấn chạy xe máy của anh Minh đi mua thuốc. Do đi nhiều quán không mua được thuốc lá, lại hết tiền tiêu xài, nên Tuấn đã mang chiếc xe máy của anh Minh đi cầm được 3,6 triệu đồng. Liền sau đó, Tuấn vào chơi game bắn cá hết 3,4 triệu đồng. Số còn lại, hắn đến quán Internet chơi game hết. Thấy Tuấn đi mua thuốc lá lâu không về, Sinh nghi ngờ. Nhà anh Minh đã đi tìm và tìm được Tuấn. Tuấn thừa nhận đã mang xe đi cầm, sau đó gia đình Tuấn đã chuộc lại xe để trả cho anh Minh. Nhưng hành vi của Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng, tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, nên Công an thành phố Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Tuấn. Ngày vụ việc này, trước đó Tuấn đã lừa mượn 2 chiếc xe máy của người quen, đưa đi cầm lấy tiền tiêu xài. Chào cao nguyên ngã xanh, xôn xao gió núi Đại Ngàn, thác kiều hùng đang vì, chốn sâu rừng bao la. Vẫn giơ ca cùng non sông gấm hoa, đôi trẻ mơn man gió, lá non hương trà thơm, sắc tơ chờ em quê áo mơ. Thưa quý
vị và các bạn, nhằm phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tình trạng các đối tượng lợi dụng mùa thu hoạch cà phê để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ngay từ đầu mùa vụ thu hoạch cà phê năm nay, Công an thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Là địa phương có diện tích trồng cà phê lớn, hàng năm đến mùa thu hoạch thành phố Bảo Lộc thu hút rất nhiều lao động từ khắp nơi đến hái thuê cà phê. Đây cũng là thời điểm để kẻ xấu lợi dụng trộm cắp nông sản của bà con để giúp người dân yên tâm sản xuất. Thời gian qua, Công an thành phố Bảo Lộc đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn tình trạng trộm cắp cà phê, bảo vệ cà phê cho người dân. Tại các xã phường đã thành lập nhiều mô hình tổ tự quản do công an xã, trưởng thôn, buôn làm nòng cốt, cùng với người dân tăng cường tuần tra, bảo vệ nên tình hình trộm cắp cà phê trên địa bàn giảm đáng kể. Không chỉ bảo vệ cà phê, các tổ tự quản còn bảo vệ các sản phẩm nông nghiệp khác, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Tăng cường các cái công tác nắm tình hình, rồi kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục các cái đối tượng có hành vi là trộm, cướp cà phê và các cái đối tượng tiếp tay vận chuyển và tiêu thụ cà phê do người khác phạm tội mà có, thế để nhằm nâng cao cái hiệu quả để răn đe, để phòng ngừa chung. Thế để tham mưu cho chính quyền ở cơ sở là chỉ đạo các cái lực lượng tiếp tục duy trì nâng cao cái hiệu quả của cái hoạt động của các cái tổ gọi là tự quản, thế rồi thì các cái tổ tuần tra nghĩa vụ, thế rồi các cái chốt chặn trong cái công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Gần một tháng nay, lực lượng chức năng xã Đam Ri với nòng cốt là công an xã, phối hợp cùng lực lượng dân quân xã và tổ tự quản về an ninh trật tự của các thôn thường xuyên tổ chức tuần tra trên khắp những trại cà phê, những tuyến đường trọng yếu nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phòng ngừa nạn trộm cắp trong mùa thu hoạch. Là xã giáp ranh với nhiều địa phương khác nên có nhiều nguy cơ xảy ra tình trạng trộm cắp. Dự báo tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp trong thời gian thu hoạch, Ủy ban dân xã đã kịp thời ban hành kế hoạch đề xuất các biện pháp, đồng thời triển khai lực lượng nhằm thắt chặt an ninh, kiểm soát, ngăn chặn nạn trộm cắp cà phê, song song với đảm bảo công tác tuần tra thắt chặt an ninh. Chính quyền xã còn tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời tố giác tội phạm, không tạo sơ hở để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm. Ủy ban dân xã cũng làm việc với các đại lý thu mua cà phê trên địa bàn, vận động họ ký cam kết không thu mua cà phê xanh để phòng tình trạng tiêu thụ cà phê trộm cắp. Xác định quy luật của tội phạm trong mùa vụ cà phê, là lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo chúng tôi rất rõ rằng là mùa vụ cà phê là cao điểm lao động tự do đến hái cà phê, gây áp lực về công tác quản lý cư trú, quản lý con người, nắm người, nắm hộ. Và mùa vụ cà phê đó là cao điểm phát sinh các cái loại tội phạm xâm hại về tài sản giống như cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản liên quan đến các nông hộ, các chủ cơ sở thu mua, rang xay, phơi, chế biến. Nên là khi mà kế hoạch của Công an thành phố Bảo Lộc ban hành thì Công an xã Đam Ri chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong đó chúng tôi hướng đến là công tác phòng ngừa xã hội, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ban hành các nghị quyết, kế hoạch liên tịch để tuyên truyền, vận động bà con nông dân trước mắt là tự bảo vệ, tự trông coi. Sau đó chúng tôi phát động cho tổ an ninh tự quản của các thôn đẩy mạnh công tác tuần tra khép kín, nắm người, nắm hộ và tuần lưu trong đêm. Cùng với đó là Công an xã Đam Ri chủ động đưa con người, lực lượng, cán bộ chiến sĩ xuống phối hợp giúp đỡ cho công an viên các thôn, tổ dân phòng ta làm tốt nhiệm vụ tuần tra, nắm người, nắm hộ, quản lý địa bàn. Thì đến nay thì cũng chưa xác định, chưa phát hiện các cái thủ đoạn phạm tội liên quan đến mùa vụ cà phê. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp hái trộm cà phê, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thu hoạch cà phê, Công an thành phố Bảo Lộc triển khai công tác bảo vệ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến cáo các doanh nghiệp, đại lý không thu mua cà phê xanh, non, làm ảnh hưởng đến chất lượng, thương hiệu cà phê, tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình tổ dân phòng, tổ liên kết, tổ an ninh tự quản góp phần bảo vệ mùa thu hoạch cho người dân và nâng cao chất lượng cà phê của địa phương. Bài viết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.